Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với bếp của Lucy. Một tuần nắng nóng sắp tới rồi, cùng mình chuẩn bị món siêu ngon này nhé. Mình đang massage cam và trái quất, hay còn gọi là tắc với mọi người. Massage nhẹ nhàng phần vỏ với muối tinh nhé. Hôm nay mình sẽ làm trà trái cây nhiệt đới nha. Cách ướp trái cây để làm trà khá là đơn giản, nhưng có một vài điểm mà mọi người thường gặp, đó là trà bị đắng này, lên men hay là nhanh hỏng. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người những lưu ý để khắc phục nhé. Sau khi massage khoảng 5 phút với muối tinh, thì bây giờ mình sẽ ngâm cam và tắc với nước có pha một chút muối nhé. Ngâm khoảng nửa giờ đồng hồ nhé cả nhà. Bây giờ chuyển sang công đoạn cắt thái và chuẩn bị nguyên liệu nhé. Đây là trái mận tam hoa mình đã cắt miếng và bỏ phần hạt rồi. Đây là ổi và dứa nha cả nhà. Mình không tìm được ổi ruột hồng nên sử dụng ruột trắng luôn. Đây là cam và trái tắc này. Đây là chanh leo. Tất cả các trái cây thì mọi người lưu ý sẽ rửa sạch và để thật ráo nhé. Bây giờ mình sẽ cắt chanh leo trước nhé. Cắt đôi, sau đó lấy hết phần ruột chanh leo ra nha cả nhà. Món trà trái cây nhiệt đới này thì nhất định mọi người phải sử dụng chanh leo nha. Chanh leo sẽ giúp cho món trà thơm ngon hơn rất là nhiều, nên mọi người nhớ là mua loại quả này nhé. Với 5 trái chanh leo thì mọi người sẽ được một bát ruột chanh leo như thế này. Phần ruột chanh leo này thì mình sẽ nấu cùng với khoảng nửa bát đường cát để làm sốt chanh leo nha. Nếu mà xem TikTok hoặc là một số video ngắn thì mình thấy có bạn sẽ không nấu chanh leo lên. Nhưng để cho nước trái cây để được lâu và không bị lên men cay thì mọi người nên nấu sốt trước nha. Mọi người nhớ nấu trên lửa vừa, quấy đều tay. Đến khi mà đường cát tan hết thì mình sẽ quấy tiếp khoảng 5 phút nữa. Đến khi mà bạn thấy sốt có độ trong là được nhé. Bạn có thể sử dụng đường phèn hoặc đường cát đều được nha. Nấu sốt xong thì mình sẽ đổ ra bát và để nguội nhé cả nhà. Trong thời gian chờ bát sốt chanh leo này nguội thì mình sẽ thái các loại trái cây khác. Những loại trái cây mà có kích thước lớn như là cam, dứa, ổi, hoặc là một số bạn cũng có thể dùng thêm táo, lê hay dưa gang, thì mọi người thái miếng vừa ăn với độ dày khoảng nửa cm nhé. Các loại trái nhỏ như là tắc, dâu tây hay là nho thì bạn chỉ cần cắt đôi thôi. Mùa này không có dâu tây mộc châu nữa. Nho thì mình thấy cũng không được tươi nên hôm nay mình sử dụng mận và trái tắc nha. Riêng với tắc thì mình sẽ loại bỏ hết phần hạt nha cả nhà. Có bạn nói là để hạt cũng không sao, nhưng để tránh tối đa vị đắng thì mình khuyên mọi người nên bỏ hết phần hạt đi nha. Khi mà bỏ hạt thì mọi người lưu ý thật là nhẹ tay để tránh trái bị dập nát nhé. Các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi đây cả nhà. Tỷ lệ mỗi loại một bát nguyên liệu nha. Riêng cam và ổi thì mình cắt mỗi loại một quả thì sẽ được bát đầy như thế này luôn. Với lượng nguyên liệu khoảng hơn 1kg trái cây thì mình sẽ sử dụng nửa ký đường phèn nha. Bây giờ mình chỉ cần cho hết tất cả các nguyên liệu này vào cùng với đường phèn và trộn đều lên thôi. Mọi người nhớ tất cả các loại hũ, hộp hay là thau mình sử dụng để trộn hay là đựng trái cây ngâm đều phải rửa sạch và tráng nước sôi để ráo nha. Khử trùng sẽ giúp cho nước trái cây để được lâu và không bị lên men. Mọi người ngâm đường phèn thì sẽ mát và vị ngọt dịu hơn so với đường cát. Tuy nhiên thì thời gian đường tan sẽ lâu hơn. Sốt chanh leo thì mọi người nhớ để thật nguội trước khi cho vào nhé. Nếu sốt quá nóng mà cho vào thì sẽ làm cho phần tắc bị đắng. Trộn nguyên liệu thật là nhẹ tay để không làm dập trái cây nhé cả nhà. Trái cây dập nát cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nước trái cây bị lên men và sủi bọt đấy. Lượng nguyên liệu hơi nhiều nên là mình trộn trong thau lớn hơn cho thoải mái. Ta-da! Xong với đây cả nhà. Siêu hấp dẫn luôn.
Sau khi trộn đều thì mình cho hết phần nguyên liệu này sang âu thủy tinh, đậy nắp kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Xem tóp tóp thì khoảng 2 ngày là đường sẽ tan hết, nhưng nếu sử dụng đường phèn như mình thì sau 2 ngày có thể còn một chút đường ở bề mặt bên trên chưa tan hết cả nhà. Nhưng không sao, như thế này là đã sử dụng được rồi nha. Giờ thì mình sẽ múc một phần nước kèm với topping để pha trà thưởng thức coi sao nhé. Với khoảng 80-100ml cả nước cốt và topping trái cây như thế này thì mình sẽ pha chế như sau. Cho hết phần nước trái cây ngâm kèm topping vào, thêm một xíu đá với khoảng 300ml nước trà. Mình sử dụng trà nhài túi lọc Cozy nhé. Món này thì các bạn có thể pha cùng với nước lọc hoặc là pha kèm soda cũng rất là ngon. Topping trái cây cũng cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Giờ thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Đừng quên để lại bình luận góp ý cho mình và đăng ký kênh để đón xem thật nhiều video hấp dẫn khác của Lucy nhé. Bye bye!